Mến chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu thêm với các bạn thêm một số quần áo Tết và địa điểm để chúng ta mua sắm đồ Tết cho gia đình mình. Thì ở thành phố Hồ Chí Minh á, thì mình sẽ giới thiệu với các bạn hai địa điểm. Đó là địa điểm ở Sài Gòn Que và ở An Đông Plaza. Thì hai chỗ này thì mình cũng có đi mua sắm nhiều lần và mình thấy giá cả và đồ cũng rất là đẹp. Giày dép, túi xách, rồi dây nịt, quần áo đồng, nói chung là đủ thứ, áo khoác rất là đẹp. Thì cái chỗ ở Sài Gòn Que thì nó nằm ở là cái đường Lê Lợi và cái đường Công Lý. Còn cái An Đông thì nó nằm ở cái đường Chí Kiêu. Thì các bạn đến hai cái địa điểm đó. Thì cái Sài Gòn Que thì quần áo thì các bạn mua giá trung bình đến những cái mặt hàng là giá cao. Còn ở An Đông Plaza thì đa số là giá cao. Quần áo thì nhập nhiều, hàng nhập nhiều ở An Đông Plaza. Sài Gòn Que thì cũng nhập nhưng mà ở cái mức giá là trung bình, không có cao. Thì các bạn đi vô Sài Gòn Que thì nó có giá nó không có giảm nhiều. Giá cả thì nó đã ấn định cho mình rồi nên là nó giảm rất là ít. Nhưng mà cái giá nó thì mình thấy là không có đắt. Mình có thể mình mua đồ cho gia đình mình rất là tiện. Còn ở An Đông á thì các bạn phải trả giá. Phải trả giá tại vì ở đó đa số là bán sỉ. Khi mình mua lẻ thì có vẻ là không có vui, không có mặn mà nhiều như là mình bán sỉ. Tới cái phần khoe tiếp quần áo cho các bạn, làm cho các bạn nôn Tết nha. Tại vì ai cũng nói với mình là Nhung làm nôn Tết quá nên mình khoe tiếp. Mình khoe tiếp cho các bạn vui nha. Thì mình muốn khoe với các bạn là mình có mua được một cái áo đầm để mặc Tết. Thì cái áo đầm cái kiểu cũng đơn giản, có tay váy dài, ở phía dưới thì có hơi nhúng nhúng các bạn, dài xuống tới qua đầu gối cho các bạn ha. Thì cái áo này nó là cái vải giống như là hồi xưa mình kêu là vải vải phi bóng á, nó hơi bóng bóng đó các bạn, nó hơi bóng bóng. Thì mình mặc thì nếu được là mình có một cái sợi dây nịt đó các bạn, có một cái sợi dây nịt buộc ở ngang eo thì làm cho cái áo mình có điểm nhấn mà mình nhìn có eo hơn. Tại vì cái này nó dài á, nó dài thì mình làm như vậy thì nó có điểm nhấn, nó đẹp hơn cái áo. Thì mình cũng có mua để phối, thì mình khoe với các bạn nha. Thì mình có mua hai cái dây để phối. Thì cái dây này á các bạn đeo ở cái phần eo của mình á và thắt ra ở phía sau thì rất là dễ các bạn. Cái này nè, đó, gắn vô đây là dễ lắm nè, móc ra ngoài sau ha các bạn. Còn cái trên cái mặt trên của cái dây thì tùy các bạn, tùy cái áo đầm mà mình phối cái dây màu sắc cho nó phù hợp. Thì tại mình chọn cái màu này cho dễ phối á, thì có hai cái này là bản to các bạn, còn một cái bản này nữa là cái bản nhỏ, cái bản nhỏ nè các bạn. Nhưng mà cái bản này á thì nó che hết cái eo, cái dây này á thì nó che một phần thôi, nghĩa là nó có một chính giữa này thôi, còn lại là cái dây nó màu đen. Thì mình phối cho nó hài hòa cái áo đầm để mình thấy có eo, mình không có bị mập. Thì đó là cái áo đầm Tết. Còn hôm trước, cái video trước á, mình khoe bị thiếu cái áo này. Giờ mình khoe cho các bạn xem luôn nha, là cái áo này là đợt trước mình mua chung với cái đồ kia mà mình quên cái bịch nó bị khúc bên trong, nó không có nhìn thấy, mình không khoe. Cái áo này là cái áo mặc lạnh nè các bạn, trời lạnh thì mình mặc áo này ha. Với lại một cái áo vest nữa. Cái áo vest này là mình mua ở siêu thị Nhật á,
giảm giá còn có 300 mấy chục ngàn một áo nha các bạn. Nhưng mà thường là áo vest á là rẻ lắm á, thì cũng 800 ngàn á các bạn. Mà cái này á là mình muốn khoe với các bạn á là mình mua được một cái quần, cái quần quần kaki màu trắng nha các bạn. Cho nên mình có thể mặc với những cái áo mà những cái áo ôm mà ngắn trên gần tới cái eo á, thì mặc cái quần, tại vì quần này lưng cao nha các bạn, lưng cao. Thì Tết nay á thì các bạn cũng nên mua cho mình những cái quần mà có màu màu trắng đó các bạn. Thì mình phối với áo á, nhìn nó sang á, nó sáng sủa, nó đẹp ha. Thì áo quần trắng mình thấy mình cũng dễ phối. Thì ở đây mình cũng mua được một cái quần jean màu trắng nữa nè các bạn. Thì quần này thì mình cũng phối được với các màu áo, màu vàng, màu hồng, màu kem gì cũng được đó các bạn, dễ phối áo. Thì nếu mà các bạn có đóng thùng á thì mình sẽ phối những cái unit á, làm cho cái màu tôn cái màu với tôn cái dáng của mình lên. Thì đó là hai cái quần kaki với cái quần jean. Thì qua đây mình cũng với các bạn mình mua váy thì ở cái váy này á, váy jean này ở trong nó có cái quần thì mặc cày rất là tiện, mà mình ngồi thì nó kín đáo nữa các bạn, ở trong phía trong có cái quần á. Màu này màu xanh nhạt nhạt á. Rồi ở đây á là một cái váy luôn, váy jean mà cái váy này không có cái quần ở trong nha các bạn, nhưng mà có chẻ ở phía sau để mình đi không có bị vướng, mình đi cho mình cái bước chân mình phải lúc mà phải bước á thì nó thoải mái. Thì các bạn đừng có mua cái loại túng mà không xẻ thì rất là khó đi nha các bạn. Rồi mình cũng khoe với các bạn là mình mua được một cái áo để mặc lịch sự ha, cái áo màu trắng. Thì cổ lẫm tụ, tay thì tay dài, ở đây có cái eo này thì nó có cái dây buộc ở ngay chỗ eo á, cái phần eo á bạn. Thì cái áo này cái vải này mỏng, các bạn có thể mặc với áo với một cái áo dây ở phía trong nó dài, thì mình mặc quần ôm ở phía trong các bạn ha, quần xuyên ôm ha. Áo đó thì mình không có đóng thùng được, tại vì nó chích eo rồi nó cột mà nó thắt nơ, thì ra mình chỉ mặc cái quần ở phía trong là cái quần ôm thôi thì nó đẹp hơn. Với lại mình cũng mua một cái váy này thì mình mua ở bên ngay chỗ shop Hải My đối diện với lại nhà thi đấu các bạn. Ở đó thì chủ của shop lấy đồ về rất là đẹp, các bạn ghé đó mua ủng hộ nha. Ở đó đồ đẹp lắm. Mình thường thứ ba thứ tư là hàng ở cái shop Hải My về á. Đối diện nhà thi đấu nha các bạn. Thì cái váy này có sẻ nè, hàng ở bên đó thì mình thấy là chủ shop ở đó mua hàng rất là chất lượng. Mình mua ở chỗ đó là cũng cả chục năm, thì mình thấy là người chủ đó mua đồ phù hợp với giá cả mà cái chất liệu tốt, mình mặc rất là bền, mình rất là thích mua, thì mình hay mua ở bên đó. Rồi mình khoe với các bạn nha, là mình mua được mấy cái quần mặc ở nhà như cái váy nha các bạn. Đó, nó rộng rộng như vậy, dễ thương lắm. Mình khoe cho các bạn phần 2 này á, là hết đồ rồi, không có khoe nữa. Đó, mình mua hai màu, quần này mặc ở nhà thì mình mua hai màu luôn. Màu đó là màu tím, còn màu này là màu vàng. Tiếp theo là mình khuyên các bạn là mình mua cho con mình thêm một cái áo đầm mặc Tết. Là ngay chỗ này giảm giá mình mua cho con mình nè, cái áo này nè, dễ thương lắm các bạn. Mà cái màu nó nhã, nhìn nó dễ thương. Ở đây
thôi, nó giống như là có thiên tiến chiếu đó các bạn, dễ thương lắm. Rồi tiếp theo là mình mua một cái quần. Cái quần này thì các bạn có thể mặc đi bộ hay là đi thể thao gì đó, quần là dạng thể thao, hoặc là mình mặc đồ thể thao á, mình mang giày đáp á, mình cũng có thể mặc cái quần này với lại áo ngắn á. Tại vì cái lưng của cái quần này cao nè. Còn mình giới thiệu với các bạn khi cái quần này là mặc với áo ngắn ở phía trên ha, quần ống rộng ha, nó giống như là dải lụa tới tầm vậy đó các bạn. Đó thì các bạn mặc cái này thì các bạn mặc rất là thoải mái, mình đi mình mang dép kẹp hoặc là dép ba phân ha, thì nó đẹp. Màu xanh các bạn. Là mình giới thiệu với các bạn hai đôi giày mình mới mua. Thì đôi giày này á, cái này chắc 5 phân quá, thì mình mang á, giày này mình có thể mang áo đầm, mặc áo đầm hoặc là mặc jean hoặc là mặc váy thì cũng dễ lắm các bạn. Mà các bạn mang vô thì nó có cái kéo bên hông nè, ở trong đây thì mình mới dễ đưa cái chân mình vô, không có bị vướng với lại không có bị đau. Mình mua cái này mình mua ở Long Thành. Còn mình mua một đôi nữa để mặc áo đầm hoặc là mặc váy mình mang. Đơn giản, kiểu đơn giản nha các bạn ha. Đó là hai đôi. Rồi mình giới thiệu thêm mấy cái áo mặc cái quần jean ha các bạn. Ở ngoài á, là nó phối một cái vải phi đậm lên, còn ở trong cái màu nó nhạt hơn. Đây có nút. Đó là những cái áo mình mặc với quần jean, nó rất là đơn giản, dễ mặc các bạn. Có tay, cái này thì có tay dài. Ở dưới đây á, bạn có thể kéo lại để thắt cái nơ. Ở trên đây thì nó có cái ren nè các bạn. Những cái ren này cũng dễ thương lắm. Rồi mình mua được một cái áo sơ mi để mặc cái váy hoặc là mình mặc cái quần jean thì cũng được các bạn, tay dài. Ở đây cổ thì mình thắt một cái nơ đây và có cái hàng nút giải cũng đẹp lắm các bạn, giải đẹp lắm các bạn. Nút thôi, nút của mình thích cái nút lắm nè. Bạn coi nút đẹp lắm. Ở tay thì tay mình cũng tay cũng có vài nút. Rồi tới một cái áo thun này mình không biết nói làm sao nữa, cái vải này nó dập đó các bạn, nó dập đó, nên nó có tầng gì nè. Cái tay thì tay phồng rộng nhưng mà vải thì mềm và mát lắm nha các bạn. Vải mềm mát, cổ thì hơi bẹt vai tí xíu. Ở dưới đây có khung mềm mát. Thêm một cái cũng tương tự luôn nhưng mà cổ cao có hoa văn trên cổ cao nha các bạn. Rồi sau thì có hàng nút. Ở đây cái vải của nó có bông mà nó là giống như là có điểm những cái hộp lên đó các bạn, nhìn nó cũng dễ thương lắm. Nhưng mà còn ở tay áo thì có những cái bông hoa xinh kết luôn nè các bạn. Tiếp theo là một cái áo rất là lịch sự. Cái áo này mình giới thiệu với các bạn luôn cái địa điểm nha. Địa điểm bán đồ này á là ở ngay chỗ chợ Long Thành mình á. Shop ngay chỗ cái shop kế ngay chỗ Honda shop Tú á. Với một cái áo bẹt vai.
giảm giá các bạn. Áo hàng giảm giá là các bạn đó, áo rất là nhiều tin. Cái này mặc mình có thể mặc đi biển đi chơi rồi. Các bạn tua ở dưới á, nhìn cho nó vui. Rồi thêm một cái áo này nữa. Những cái đồ này á là đa số á, khi mình đi á thì mình gặp chỗ nào mà mình thấy giá cả phù hợp, rồi cả những cái đồ giảm giá nữa thì có một số á là mình mới mua, còn một số mình đã mua nhưng mà đợt trước á mình giới thiệu cho các bạn á chưa có hết, nên hôm nay á mình giới thiệu với các bạn. Cái shop này á là cái shop Kim Tú nha các bạn, ở chợ Long Thành nha các bạn. Thì các bạn vô trong đó các bạn hỏi thăm để mà tìm mua. Ở đó bán vải, chất liệu vải rất là tốt. Các bạn mặc cái áo á, là mấy năm luôn á, mình thấy là mấy năm luôn á đó. Nhiều lắm, nhưng mà tại vì đồ mình nhiều quá rồi nên mình mua thêm một cái áo đó thôi. Thì mong rằng các bạn sẽ lựa cho mình được những cái đồ Tết á, nó phù hợp và giá cả của nó phù hợp.